Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình BTH Công nghệ trong giới thiệu các sản phẩm Android Box, TV Box, hệ thống camera, thiết bị mạng. Nay thì mình xin giới thiệu với quý vị và các bạn bộ sản phẩm đó là Quy Box S10, một sản phẩm rất là hot trên thị trường hiện nay. Đây là bộ cấu hình của bộ trên tay mình, đây là bộ Quy Box S10 của QW, một sản phẩm sở hữu cấu hình khủng. Đây. Thiết kế của Quy Box S10 thì về thiết kế thì là màu trắng dựa trên phông nền trắng. Và đây là logo hình ảnh của chiếc Quy Box S10 với chuẩn hình ảnh 4K hỗ trợ 3D, chuẩn nén H265 cộng, là chuẩn nén dành cho ổ cứng các bạn nhé. Đầu ghi thiết bị Quy Box S10 này lát nữa mình sẽ nói qua, nó hỗ trợ về ổ cứng HDD, các bạn có thể gắn ổ cứng vào để lưu trữ. Đây là chuẩn đây là tích hợp qua WLAN. Đây là cổng kết nối USB và cái thẻ nhớ thì là chuẩn 3.0, chạy hệ điều hành Android 6.0 và có thể bắt có Wi-Fi 5G. Về mặt sau của chiếc Quy Box S10 thì là có các thông số về tiếng Việt. Thứ nhất là bộ sản phẩm của QW, đây chọn bộ sản phẩm Quy Box S10 gồm có điều khiển này, cáp HDMI này, cáp AV này, một nguồn này và pin dành cho remote này. Đây là số mác mác của thiết bị, khi các bạn có thể kiểm tra trên hệ thống đó là qw.vn. Các bạn gõ check địa chỉ mác này ra thì sẽ biết là ngày xuất xưởng và cũng như là thời hạn bảo hành của sản phẩm. Sau đây thì chúng ta cùng mở hộp của chiếc sản phẩm Quy Box S10. Trông rất là to, hầm hố, cầm rất là nặng tay. Sau đây thì mình sẽ mở chiếc hộp Quy Box S10 này ra. Trông rất là to các bạn, cầm rất là nặng. Đây là một tờ hướng dẫn sử dụng, quyển sách hướng dẫn sử dụng của Quy Box S10. Thứ hai đó là về chiếc box của chiếc Quy Box S10, được bọc rất là cẩn thận, hai lớp xốp hai bên, xốp tránh va đập. Một túi ni lông chống sốc chống sức. Đây là chiếc Quy Box S10 của chúng ta, trông rất là hầm hố, được thiết kế theo màu đen sang trọng. Đây, mình sẽ để qua đây và lát mình sẽ nói về chiếc Quy Box S10 này. Còn về cuối cùng đó là về chiếc hộp đựng phụ kiện. Đây. Hộp đựng phụ kiện của trong hộp đựng phụ kiện của chúng ta gồm có thứ nhất đó là một chiếc remote TV. Chọn bộ sản phẩm như lúc nãy các bạn nhìn thấy mặt sau. Đây là một chiếc remote TV người sử dụng cho Quy Box S10. Một jack AV 3.3 này, chuẩn âm thanh. Một cục cáp HDMI. Một bọc dù rất là chắc chắn, chống gãy, chống xước và chống nhiễu rất là tốt. Cái cáp HDMI. Và cuối cùng đó là một chiếc nguồn adapter. Nguồn này sử dụng là 12V 12V 2.5A, tức là 2500 mAh. Đây nguồn này. Đây, sau đây thì mình sẽ nói sơ qua về một chút về chiếc Quy Box S10. Chiếc Quy Box S10 của QW sở hữu cấu hình rất là khủng, với CPU là Retail 1295, RAM 2GB và chuẩn RAM chế độ tốc độ mới đó là DDR4, nghĩa là sự xung nhịp nó từ khoảng 1.200 đến 1.600 GHz. Chạy hệ điều hành Android 6.0. Với thiết kế của chiếc S10 là một màu đen rất là sang trọng. Nên trước mặt của chiếc Quy Box S10 này gồm có logo chữ thiết kế của gồm có chữ Quy Box khoai khâu này. Xung quanh là 4K Ultra này. Đây là mắt báo và đây là trạng thái đèn hiển thị trên logo của Quy Box S10. Mặt bên cạnh của chiếc Quy Box S10 thì có nhất là cổng USB có 2.0 này, cổng hỗ trợ thẻ nhớ này. Đây là khe tản nhiệt. Về mặt sau của chiếc Quy Box S10 này thì có hỗ trợ là hai anten 3dB. Anten này là anten chuẩn và bên trong anten này có thêm bảng mạch thu anten rất là thu sóng rất là khỏe. Đây là chiếc công tắc tắt bật của sản phẩm.
đây là nút nguồn, cắm nguồn, đây là cổng optical, cổng ra, tức là cổng quang đấy, cổng hỗ trợ âm quang. Vì khi mà xuất âm thanh, các bạn sẽ xuất từ trực tiếp từ đây. Chúng ta sẽ không xuất, trừ nhiều bạn bây giờ sẽ không sử dụng cổng AV, các bạn sẽ xuất dây quang để âm thanh rất là tốt và to. Đây là cổng HDMI on và in và out, cổng HD vào và HDMI ra. Hỗ trợ cổng LAN lên tới 1000 mi. Đây. Và quan trọng hơn đó là cổng USB 3.0 như mình đã nói qua khi nãy. Hỗ trợ thì cổng USB 3.0. Đây là cổng cắm USB nhỏ nữa. Đây, xung quanh đây là, còn đây là cổng về cổng audio. Đây là hỗ trợ tiếp cổng hai cổng USB 2.0. Có tới 3 cổng USB 2.0, hai bên này, một bên này và một cổng 3.0 nữa, các bạn lưu ý nhé. Đây, còn về bên cạnh bên này thì là cuối cùng của nó, đó là tại sao nó thiết kế to và hầm hố như vậy. Đây, nguyên nhân nó là do trong này. Trong này thiết kế trông rất là to để vừa khít một chiếc ổ HDD. Các bạn có thể bỏ chiếc ổ cứng HDD vào đây để lưu trữ các trò chơi cũng như là phim mà không sợ đầy dung lượng. Chiếc Quy Box S10 trông rất là đẹp, to, nặng và chạy xử lý rất là nhanh về giao diện cũng như là về xử lý tốc độ. Đó, nó tương đương với chiếc Q10 Pro của High Media, một phân khúc cạnh tranh và một sản phẩm rất là đẹp của QuiBox. Theo mình đánh giá thì sản phẩm này chạy rất là tốt. Nhưng cái nhược điểm của bộ QuiBox S10 này là giá rất là cao. Giá của nó nằm từ tầm khoảng từ 2 triệu 8 đến tầm khoảng 3 triệu rưỡi tùy theo chỗ bán. Còn về ưu điểm của nó thì chạy rất là nhanh, ổn định, xử lý nha, tốc độ hình ảnh đẹp, hỗ trợ cứng chơi game lâu. Sau đây chúng ta sẽ cùng test về cái ứng dụng cũng như là hình ảnh trên Quickbox S10.